có mặt tại 990 các bạn ơi. Các bạn trên lầu. Bây giờ thu hoạch cái mẻ cá này có cả 1,5 tấn. Của ai mà mình thu hoạch. Tắt vô đây nè. Đuổi mày đuổi vô đây luôn nè. Còn không được, ra xe đưa vậy. Bữa nay cái trời lóc đi cũng vui ha. Tự nhiên há không đi. Ai có nhiều các bạn ơi. Được rồi, được rồi, Tháo ơi. Đùi cho nó ra đó kìa, đùi cho nó ra đó. Đùi cho nó ra trong lưới đó. Không có thằng Thảo là không dính cá nè. Thầy dính con nào luôn. Chào cái ai quay lên, chào cái ai. Trời cái ai. Chào với ai. Tặng cỡ các bạn. Bây giờ chào cái ai. Thôi đó. Còn chắc cái xe tôi đưa ai mày về luôn. Đó, giờ chuẩn bị vô ốp lưới đó nghe. 15 phút nữa là mẻ lưới này được thu hoạch. Mẻ lưới này thấy cũng dễ mà. Nãy giờ dễ đá cá nữa. Cái này cá không có, mình qua mấy này luôn. Gì cá không có mày. Thành chạy mày. Thảo lặn xuống đây mày đùa đùa cho cá nó ra. Đùa đùa ra, đẻ lên. Không có Thảo là không có làm ăn gì nữa chứ. Miếng này mua hổm kéo con lưới hả, 30 mấy ký cá lồng tông này bạn. Mình còn vô. Con đi ra ghe câu 3 ngày không dính con nào. Đâu có giờ nãy vô lưới. Có đó, có đó, có đó gì kìa. Không biết cái nào ngoài chứ. Trong kìa, nó có nước mà. Này cá lồng tông quá trời. Ờ lồng tông rồi, lồng tông nhiều lắm. Có mẻ này dữ lắm. Trời ơi, trời cá kìa. Ôi cái mẻ này dữ lắm luôn rồi. Con cá gì? Cá gì ngoài bự vô ta. Cái mẻ này vô luôn đó. Ụp trong tùng lưới á. Cái mẻ này dễ lựa cá nữa nè. Đâu có bèo gì đâu. Vô rồi. Ngày. Ôi, vô nóc rồi vô rồi. Bảo đảm nhiều lắm. Này nhiều đó. Không có nhờ cái người mà đi mấy bờ đó mấy cá bự nó ra chưa rồi đó. Thôi chia ông cho con nữa. Hay gì nè, lưới này nhiều lưới bệnh, mẹ bệnh rồi đó. Ôi, bay không à. Cá gì vậy? Thôi vậy con cá đó nó khôn rồi, nó khôn. Nó biết. Cá mới bay mà bay. Bò. Chim trắng hay là gì hả? Ừ. Đây là tôi đông người lộn bên, con nào phóng ra cái mình chụp. Thôi, vô lưới rồi, trong lưới, nằm trong lưới rồi. Hết chạy rồi. Cá này hơi bộn nha. Thấy hàm nè. Ồ. Tăng từ từ tăng ơi, nãy thấy mày xuống, thấy con đầu nó tăng. Ồ, cái sập bành bành nhau, cái sập bốn không nha. Từ Thảo ơi. Cá sẵn vô bọn rồi chú ơi. Ôi trời ơi, bay ra ngoài. Tăng, mày đứng đắn mày chụp. Nó dồn ở đây. Nó bay nó chụp, nó bay ra ngoài kìa. Trời ơi. Có cái lóc nó bay giữa nó bay. Trời ơi, con cá nó bọn rồi nè. Bạn coi chuẩn bị cá bay ra nè. Ồ, cá bay. Mày chuẩn bị chụp Thảo ơi. Ôi, mày đừng có tát nước, mày tát nước, mày động là nó bay ra ngoài luôn á. Không có bay đâu, không giờ nó vô lưới cho mày. Đứng giữa răng. Đứng ngoài lấy áo, chuẩn bị sẵn nha. Đang chụp cái răng đi. Xài á. Nó chẳng nó nhảy con mắt của người ta. Thấy tao nó sợ nó hết giống mày luôn à. Vô rồi đó, vô, chứ này vô hết rồi đó. Vô không chỉ thầy nghe, chứ thầy đưa lên bờ à. Cái ụt quá trời ụt mày. Rồi đó, hai mày túm hai cái đầu lưới lại. Chưa, chưa đâu, chuối à mày. Rồi nó ra đuôi hết trơn kìa, cho vô đó trơn. Vô trơn rồi. Vô trơn. Mà mình thấy chuối rõ. À, vô đó đây, vô đó đây. Vô cả lần coi đây. Ê, hay quá ta. Vô lưới trơn rồi. Bỏ vô đi. Bỏ vô lưới luôn. Ồ quá trời đã. Tăng hay quá ta. Khoảng 10 phút nữa mẻ lưới được thu hoạch các bạn ơi. Thôi viên Tăng mồm vào ngoài đi. À, không thấy chuối mới được. Ồ cá vô. Cá sập bự bự không trời. Wow, 10 phút nữa. Cá sập bớm bự bự không à. Vô cái lưới trơn rồi. Vô quá trời. Hồi nãy quên nó cứ cuộc cái lưới chưa? Cuộc cái lưới chưa? Không. Không. Quên cuộc cái lưới. Ồ, quá, rồi. Em sát lên đi, gần gần vô rồi. Em ép lên dưới được. Ừ, đó. Nãy kia hai mày làm gì đó. Trời luôn rồi. Cho nó bay.
Ôi thoát nó khỏi ra rồi. Khỏi ra đâu, vậy là hết ra rồi. Ê, ê, nó ra đừng đó là sao? Ê, ngưng cấp ơi, phóng lên sổ, cá chấp hả? Buông cá, buông luôn, buông luôn. Qua cá. Cái này có cá, đợt này có cá màu rồi. Bỏ dưới này quá cá luôn rồi. Cá tầm với cá nhỏ nhỏ bự bự không trời. Được chưa? Vậy một bếp hai này lỗi để ra hết. Ô tao luôn. Cá nào lên luôn đi hả? Trời ơi. Tao tao thôi. Ô cá nhảy ra luôn rồi. Trời qua cái mẻ lưới đi sắp sửa thu hoạch tôi các bạn ơi. Qua cá luôn. Qua. Wow. Đâu bây giờ mình thử cái khúc sao nhẹ thôi. Đứt tay rồi. Thử khúc sao nhẹ thôi. Cá thì đầm nhất. Đứt tay rồi. Hỏi cái nữa bạn ơi. Bạn đủ để lấy dây chạy tiêu kìa. Gì? Hai thằng đủ để lấy dây chạy. Trời nó luôn á. To luôn. Hai cá nhiều á. Ồ quá. Quá trời cả. Theo mình chắc ăn là mình cầm mấy chỗ này. Ừ, cái sạch, cái lồng đông quá chắc trời. Cái lồng đông mình mạnh không trời. Ô, có phi. Rồi đó, vậy là chắc ăn luôn đó. Thôi đi về luôn rồi nghỉ. Má nó bắt được cá phi bự nó đâm cái. Trời ơi. Chụp cái hình cái coi. Vô à. Ở ngoài này nhiều hơn trong trong chỗ làm nữa. Dở lên chụp cái hình tặc đấy. Ôi mẹ ơi. Nhớ bình lửng cho mình nha. Dở lên ta, dở lên Thảo, Thảo. Lên đây em, lên đây, thằng của con. Dở cao lên Thảo, dở cao lên, dở cao lên. Ai. Chụp. Gắt lên luôn, gắt lên luôn. Gắt lên đi. Rồi vô. Nhìn lưng nữa bạn ơi. Quá. Cái mẻ lưới này nó ăn thế nào? Quá, cá phi kia kìa. Ôi trời. Nó lưng nữa các bạn. Thôi đừng đổ ra sao, mình ra vô ngoài luôn đi. Quá cả rồi. Đổ, đổ, đổ. Đổ trống kè đi vô ngoài này nè. Dím vô ngoài này. Cái xu hả trời. Má luôn đổ quay. Quay. Vô nhà lấy tấm lưng con miếng con sông ngay chỗ bao lúa đó. Cái mẻ là nhờ cái người đi sát bò nãy, cái người sát bò đẩy mấy cái ra hết á. Quá trời đã, cá quá trời các bạn ơi. Khoan. Vô con. Chào lấy vô, mày chạy đi thôi. Cái lưới sạch ngay chỗ cái lúa đó. Đây là con cơm rồi đó. Rồi mình qua bên cái ngủ luôn nè. Qua đây luôn. Chơi luôn hết cá nữa. Rồi, vô. Bên này qua bên đây luôn. Lỡ rồi. Này kéo này dính cá trắng không ngon, dính cá đen ta. Bên này cá tông bự gì đó. Đúng rồi, cá này nó ngon. Cá vuông mà. Em mới thả coi. Quá. Quá. Mẹ lưới này quá trời. Quá. Tao ngâm giống rồi hả? Ngâm một tí. Trời ơi, ngâm thử. Trời ơi, ngâm trơn á. Vậy? Chụp tấm hình coi. Có ngâm chưa? Đúng rồi. Mình sẽ ngâm lấy. Đâu rồi sao mình không đậu cá? Thang chờ đến lúc. Quá wow, mới kéo nhiêu nè vậy? Mới kéo con lưới nó kéo nhiều nữa. Con đẩy về hết một xuồng vừa ngoài rồi, về chợ rồi. Cá giờ làm gì vậy? Hả? Sao vậy đó cá không hả? Vậy lấy xu hả? Không, cá được cá bự, cái cá nhỏ, cái dập dục bên bên không? Rõ ràng không? Cá gì nè, cái dục bên bên. Bắt cá phi bóng không ra. Phi bự ra. Cá hơn nè. Đầm lỗ nghĩ bắt cá phi luôn, thằng mày suốt cuộc đời luôn. Trời nó chua đã nha. Này hai con không bắt nó suốt cả. Cá nó uống. Chua mình rơi trên xù quá. Cá nó uống gì nữa. Mấy con cá này nó bị dụ rồi, nãy mình luồn ngoài vòi ra, nó quay nó tưởng nó chạy ra sông ngẹt rồi. Nó dính vô rồi. Ngẹt nó dụ. Cá mà dính mình mạnh. Cái chân không tan dính mấy mét. Bữa rồi bữa. Cái gì? Lấy xe chở tiêu rồi. Nó không có, nó mà lấy chứ nó có đâu lấy làm gì? Con cá mà dính vô nè. Không, mấy thằng không có nó mà lấy chứ nó có nó không lấy mình đâu. Cá mà dính quá trời, cá mà dính nè. Ê, điện thoại vừa nãy lấy đồ vô khi xong lấy đồ vô thấy. Rồi, cá phi nó không thấy đồ luôn. Lấy đồ gì đâu rồi? Lấy đồ mặc nè, đêm nay làm sáng đêm luôn. Cỡ mẹ nó ra gắt hồi ra gỡ ra gắt ẩn vô gì không, không có tép ha. Còn nó đang tâm rồi nó đăng video trực tiếp trên mạng nè đó, đưa vô đây rồi ở cỡ đồ mới đi biết cảnh dính cá chạy nghèo rồi lên lên video luôn. Ồ cá sạch cho má nữa trời, trên Facebook rồi thấy à, cá sạch nó sạch thường hay sạch găng, sạch găng mình à, sạch găng nè quá trời. Ồ quá. Thôi giờ mình lấy phần nửa, mình đổ phần nửa, mình chiếu sao mình kéo nữa. Kéo vừa hết thì sao? Hoàng quá. Nhập thôn vậy nè, nhập thôn vậy nè. Ờ. Kéo rồi dài dài chút đi. Quá trời cái mẻ này. Thôi bây giờ mình chơi cái mẻ này nè. Tao thằng Trăng mà đánh đường vòng trong ma, trong bình bát á, là cho cá nó ra mà rồi chống nó vô đi. Lùa chống á. Rồi rồi đó, đổ đi. Rồi đổ đi, đổ qua đi, đổ qua đi, đổ qua đi, đi kéo nữa. Dằng dữ luôn. Rồi đổ đổ lại. Chặt cái mà ra để cho bạn nha. Đổ cá. 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 Đổ c
Đây nào, khoan nó lụm nha, để đổ gần này chụp cái chụp cá cho hả lụm. Là cá này không lấy đó hả? Chụp cái đi. Con cá thả lại. Chụp cái tăng lên. Trời ơi, vậy. Quay lại chụp đi. Chụp tăng. Cá này nó sống không ta, không sống nó đá. Mình đi chụp đi. Cá đi. Ồ. Đại đi. Con mồi đổ nè. Quá trời. Con mồi, con mồi. Này nè. Cạo cạo ra. À, lòng sống bảo một cái. Nè nè nè, ai. Con này ngổng này nè. Ở chợ là nó bán kiếm 200 ngàn thôi vậy. Hả? Sao có phi gọng nè, ông đâu nè. Đổ dầu đi nè. Tại vì là nó đổ cho đâu. Đã rồi quay phim hoài bà nội mày. Đâu bạn? Phim một cái sao cái sợ. Ông đổ lại bên đây đi, ngồi con kéo bên đây nè. Bẻ ai? Dạ quá, mấy đồng chí ơi. Ăn còn chung kế thôi bảy. Cá còn hơn là đi tàu biển nữa. Đổ cái ấy đó, cái giọng kìa. Đâu. Cái miếng chết qua mà. Đổ trong miếng đó. Đổ cá đó nè. Đổ những tay bắt cá thì sợ bạn ơi. Gần nó nuôi cho bá nữa. Cái lưới nữa. Thôi cái mẹ này mãi nè. Ngồi trong cái giường nó ngồi nha. Bây giờ đâu có mạng không? Có mạng đây đây lúc là tụi bá trai. Nó là mạng mới quay mà. Lão đi rồi. Ta kéo đít thôi kéo nhiều quá lựa lâu cũng chết. Ở ngoài này thì quá là nhiều. Bà Út sao rồi? Tâm lạnh. Thôi bây giờ ai nữa nữa mình kéo cái xuồng qua đây đi chơi cái mẻ lưới này nè. Đồng Tâm này mà kho tiêu mà có ba cái tép mỡ đó. Nên ta kéo rồi. Kéo rồi cho. Kéo rồi rồi. Mình đây chơi nè, đây chơi nè. Dây luôn. Đây cá Đồng Tâm kéo. Chơi cho mình bắt ra có phun kéo đây. Đồng Tâm này dữ lắm. Cái này mấy mình rước bên đây luôn đấy. Nè hai mày lấy cái bọc hồi nãy em về nè. Mình kéo đây nè. Quá đổ đi để lại. Lấy bọc rồi. Em đổ đi. Không có rõ. Ai ơi. Không có rõ. Ủa vậy? Đổ đại đi ngồi giỡn cái gì mà đây mà giỡn cái hết. Không chịu đổ vô chung cái sọt. Ngồi đó lửa nữa. Bây giờ qua đây đi, bây giờ tôi đánh cái cua trong sọt mình bác cái đó. Đi đường trong ra. Đường kia đi ra đây nè. Dễ hơn. Cái gì đâu thấy. Cho nó cá nó ra lưỡi rộng ra đập. Rộng mấy cá bự nè. Kéo lại lưới nữa không? Trời ơi, hay sao rồi. Trời nó chết. À con cái này tới sớm rồi chứ. Con này nó chết rồi. Chung cái đó rồi. Cái mẹ này nè. Trời ơi, dân này là dân thí dữ đại ca không mà xâm đa rồi dữ lắm mừng. Đại ca gì đâu. Phải không? Cái lại con này đại ca gì đây. Năm ngoái kéo được 2 lưới, 3 lưới gì đâu mà. Cái đó đi đổ đi. Không bây giờ chơi cái mẹ này đi, mẹ này. Ai đi chặn một hồi giật lên. Ở cái chào cuốn nó quá vậy. Lại đang cái nữa hả? Cả lựa cỡ tiếng ngầu. Chưa hết nữa. Tôi xíu dịch lạc rồi kìa. Ở đâu có họ gì vậy? Xíu vậy. Giật cái con gì? Ngỏng. Ngỏng gì á, nhỏ xíu à. Chồng của ai? Bỏ quá nó nãy giờ bỏ buộc cái đít rồi lại chưa nghe. Ủa kéo là đẳng á vậy? Ờ. Buộc đít chưa? Ủa sao phải kéo bên đây sao? Chút nó kéo đó ui qua đây. Vân là thua luôn. Chị mấy bà biết bữa nay cá nhiều chứ ăn cơm. Trời kìa nhào rồi cái người đập vô cho mấy kìa. Ôi, đập cho máy á. Ờ Thảo. Ê gì vậy? Vậy má. Ta dò vô vậy. Má cái sườn nó đâm vô tới đây luôn mà ta đâu có bỏ. Mày quá bỏ này hiện bây giờ là cái gô ngốc luôn rồi đó. Không sao đâu, từ từ mới chết, đánh chết liền. Nhiễm trùng chết. Cá đâm nhiễm trùng gì tào lao. Đem nó lên trên. Có thằng B với cái gỗ rồi. Thằng Đông ra mất rồi. Cái gì chứ nhiều lắm á, còn nhiều lắm. Nãy nó bay ra rồi tùm lum hết. Muốn nhìn nhìn ngoài á. Cái mẻ này cũng có thua mẻ nãy đâu nha. Nó chú ngoài cá bự luôn. Kéo cá này tập 3 nó nha các bạn. Đông nãy chắc hết rồi. Lâu lâu có dịp là quay cái clip này quá đã. Cá quá trời cá. Nào giờ đâu có thấy mấy cái được cái cảm giác như này. Quay qua cười hết anh. Chào đấy. Cái miếng này ha, với cái miếng này ha, mà
Nãy gà hả? Cá lóc hay gì đây? Cá gì ta? Mì Vinh hả? Bay ra luôn hả? Mì Vinh bay gì lắm. Hai mày túm cái đầu lưới vô đi. Đồ hay ta. Hai mẹ bắt cá không hay được chứ. Cá nó bắt coi cái gồ hay gì đó. Sáng nó chuối rồi mò. Chuẩn bị chụp ra Thảo ơi. Tấm lưới được đó. Chừng được. Chừng cái lóc nó tung vô mắt nha Thảo ơi. Cái lưới này mới bắt hay gì lạ mới lỗi luôn. Trời ơi, cá mà Vinh trả. Xuống bắt để nhảy ra ngoài luôn à. Trời ơi, cá mà Vinh cho bá nữa. Kệ cá mà Vinh cho bá luôn kìa. Con cá mà Vinh hết tới bự luôn. Cũng nhiều lắm he chứ không ít đâu. Đừng mẹ luôn thứ hai các bạn ơi. Ôi nhóc luôn. Đông quá trời luôn. Quá. Không có thua hồi nãy đâu. Thằng khói vậy hả? Còn. Nữa là mày đích vượt hoài à. Rồi mình cầm này cái đây rồi. Chắc ăn rồi. Chắc ăn rồi đó. Quá. Nhiều lắm ha. Sống luôn bạn ơi. Con lóc rồi. Con lóc phải đụng luôn. Lại đắng rồi. Hai mày cởi lên cái, cởi lên cái. Mẹ lưới này là quá rồi. Dắt lên. Dắt lên nè. Ô, quá các bạn ơi. Quá, cáo quá, cáo luôn rồi. Nó bị nhóc luôn. Dắt nhóc rồi á. Bỏ với thao nè. Quá, ở đây với thao rồi. Có Huy đây giữ rằng trời. Có Huy trước rồi, có Huy nó không nhiều lắm. Có Huy bành bành không mà, uống không à. Quá. Có Huy trước đi. Có Huy bỏ phòng ngay, tích. Có Huy bỏ phòng ngay, tích. Ủa cái lưới này đâu? Lưới đang đổ ra. Đưa đó. Có vị quá trời, có vị trời. Chú ý nhỏ thằng đủ cái bờ đó, cái gì á. Quá cá luôn các bạn ơi. Đấy, đấy. Cá hường đó. Cá hường coi như không. Cá hường bự quá các bạn nghe. Cá hường bự quá. Nếu tôi đâu có ăn gì đâu ta mà hai hầm găng tôi đánh với cọc cọc rồi trời. Nó bị mập cái sợ rồi. Cá nó xuất cá. Nó dùng cái lóc, không có dùng cái lóc trời. Có gì nãy thấy con cái lóc đó vậy á. Bây giờ dứt qua tam vô cái chơi cái nó gì. Qua bên kia, bên kia kìa. Qua bên kia kìa. Chú còn lặn trong góc bớt á. Đổ nặng luôn, nặng luôn hả? Ôi trời ơi. Chụp cái gọng nữa nãy à. Đang chụp cái gọng chụp cái rồi. Cậu con nữa nãy. Sạch răng nữa. Để tay thằng, để tay thằng. Còn rồi coi. Kéo này đã không kéo cá mà không có nhiều đâu. Cậu phải qua kêu anh cậu chú ơi. Trời ơi, ta tá gần rồi vậy. Chứ đó đã chi tặng. Sạch gần cá bự bây giờ sẽ chục mày con cá chục lần. Cá sạch này làm gì trời quá nhiều. Cái bọc đó kìa. Này hả? Cái bọc đó. Ủa kéo đó đâu được hả?
cá cá này làm mắm hay gì à? Đi qua bên kia mà cũng phải cho ai kéo cá tập 3 nha các bạn ơi. Ủa tập 4 nha. Rồi được của anh Chính ơi. Còn nhấp đó, cá tập nhấp đó. Mà vẫn rỗng quá vậy. Làm này thấy lẹ hơn đi câu cá, đi câu cá, câu 3 ngàn con cá. Nó chèo không á. Tao mày đứng giữa ấy quay cho tao. Đang quải quải cây cái ruột nó chạy nha. Cái lưới này dư sức luôn. Quá trời. Mình kéo mà. Kéo cá uống ta lưng. Đứng sau lưới chết cái đùi đằng sau đó. Tụi má là. Thôi thôi má, đừng có. Đâu đâu đâu, tụi đứng sau lưới là nó chú với sau lưới nhóc luôn hết. Đúng rồi. Lưới chú nó khổ hay tụi đi chuột chục mấy ngày không? Tụi bằng đêm á. Quay chỗ chum là quay quay video là quay gì? Có không quay video rồi quay mà lễ không trời nè. Rồi coi mà kéo cá nha các bạn. Kéo cá nhiều lắm à. Bắt đây mày bên kia đó, mày bắt đi. Kéo cá bữa nay rồi kéo cá nè. Kéo cá miền Tây nha các bạn ơi. Kéo cá miền Tây. Mình đang có mặt ở sân vận động Kinh Chính ơi. Nhớ bình luận cho mình nha mấy bạn ơi. Anh này lấy xe chở về mày. Trời. Trời. Đó, đó chuối rồi tăng ơi, tăng, tăng. Từ 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 từ. Kệ chỗ đó của mày đó. Chưa, chưa, cho tao bắt đi, cho tao kéo qua mày bắt. Vô họng luôn á. Bây giờ đạp lưới á. Hấp lưới qua đây. Phải quay ra chở về đàng ngoài tao. Khó. Khó kế hoạch của anh em mình. Trời ngoài ơi. Trời ngoài. Có khi nào nó bắt in cá lóc không? Không chui à. Kìa chú, có lưng. Đang quay nữa nè. Kìa kìa tăng tăng. Đâu có đồng lưới, tao không có lưới không? Đó, chú. Nghĩ ra hả? Đã nha. Lưới nó nằm sát. Tại nó gom lại rồi đó, nó gom lại đó, nó nhảy. Rồi chỉ còn sao nha, rồi bắt đầu giữa mỏ gì. Kéo hết, từ từ. Giữa trà cho thấy câu sát vô cái gì. Ừ. Cái này cũng như là đánh đánh cá ngoài biển vậy đó. Nó ai mượn không biết nữa trời. Ngồi trên lưới luôn. Cái lưới nó nằm lúc ở dưới đặc xì non luôn. Thì phải rồi. Vậy mới ăn cá được. À cái này tao rút rồi, tự là tao khỏi gạn chính giữa. Vô đuôi vô đó đổ ra. Trời ơi, tao chuyên nghiệp mấy chục năm nghề mày. Thôi nhảy là ba có mới. Đâu hồi qua kia bao thử cái ai. Nhảy thôi. Chưa tát mà bao gì. Ủa. Cũng dính nó mỏ bạn. Cũng dính vậy. Dính nhưng mà nó không có được nhiều. Phải, cái lưới này nó hơi thấp. Nó hơi nhanh chỗ này là dính không giờ hết nổi. Kéo vô dữ vào. Không giờ hết nổi. Ừ, cái vậy đó. Kéo. Vậy trên nó cũng chuối mỡ rồi. Có thiệt mà. Ủa nãy nó tháo cái tu hít ấy ống cá mà nó ra cho tới bánh luôn rồi ta. Nó cho tới bánh. Có cá nhóc. Kéo, kéo cái mẻ này coi cỡ nào. Cái gì này gần trước mấy người ta. Ai mình giữ bây giờ nó ụt như chú. Đó ở ngoài đó nhóc tôi nó còn nhóc ngoài luôn. Mà hồi cũng đâu có thoát được. Còn hồi còn tát đè còn xịt nữa mà. Sao chạy khỏi. Đi nhắn vô mãi đem vào bộ đồ vô. Thôi ngủ đây luôn. Sao bông rồi. Ừ. Sao bông có đầu rồi. Ở đây ngoài này có rồi. Ồ cô kìa. Ồ nó ụt kìa cái này. Ụt cái trong ấy luôn rồi đó. Lưới rồi. Vô lưới rồi đó. Dạ rồi. Nhà lưới có cái tắng hài lắm à.
Có nhiều lắm. Lấy phòng sốt là thấy. Mà nãy giờ thấy cá rô này là thấy khoái ha, rô mạnh 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 không trời. Dễ nó thiệt, nó nếu làm thì làm ấy cho nó dễ. Rô mề không. Rô dễ lại hết trơn. Ở ngoài còn nhóc luôn nè. Đó. Ha. Ừ. Còn nhóc luôn. Trời ơi, cái giữa coi kìa. Rồi đó, rồi đó, rồi có cá bự rồi đó. Trời ơi, nó gỉ lưới rồi kìa, gỉ cái thùng chèm nó thùng luôn kìa. Làm như cá nó cắn cái thùng như vậy, gỉ cái thùng chèm luôn. Làm như cá hải tượng hay là cái gì. Ê, 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 con cá gì vô trong kia kìa. Ờ, cái sao đuôi đúng không? Ừ. Ở ngoài còn nhóc hết trơn nè. Đâu có hết đâu. Này. Cốt ngang sông một cái, một dính cây. Cái biết mày mượn 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 được mượn cho mượn. Đây giờ mượn 100.000 đó. Trong đó mà không mấy mà chỉ mấy người này đi trỏng đi. Rồi tán nó một phát. Ủa mấy người này làm gì không biết trong cái cầu chùa Đường Phú Thọ vô. Vô cứ thì tôi thấy cá, mấy người này thấy cá ục cái ục khoái tới vỗ nó ục con nào nó ục ục lớn nha. Mình chỉ câu 4-5 kg một con luôn. Thiệt không? Không mà kia nói dễ dễ con 6 kg mấy. Vô cái Đường Phú Thọ rồi cầu chùa á, vô con cá vô. Trời cái chơi kìa. Cái chơi kìa. Cái chơi vàng luôn trời. Chơi vàng. Vô vô. Chơi vàng là không thích vàng nữa đó. Chơi này chơi vừa. Chơi vừa chứ. Chơi vừa chứ mấy vàng. Hình như vừa. Không chơi lại nha. Chơi lại con đi lại nha. Vàng lắm trời. Bắt cá thấy bắt quá yếu. Cá nó vàng luôn á chứ. Ừ. Ê chơi này chơi vàng. Trời ơi không biết bắt cá chơi nữa hả. Rồi ái nước luôn, ái xuống nước cho nó sạch đây. Thả này xong phải cho nước cho sạch đây. Ôi nó không sạch đi, không sạch vô đây, thấy vô đây nè. Thả quả nó về, cái gì thả đâu. Quá đẹp, quá đẹp bạn ơi. Cá chịch, cá động các bạn. Cá gì vô nó động kìa. Cá bự. Món cái chơi của bà trò. Có vô cá lóc rồi, có vô cá lóc, cái gì sao bự kìa. Vô kìa, cái gì nó gọn. Cái gì sao bự rồi đó. Có cá bự. Nó không có dãy lắm hả. Ủa, có cá bự nữa, có cá lóc gì đó sao kìa. Rồi đó kéo không anh ở xa thôi được uống nó làm không anh ơi. Ừ. Bữa nay đi chơi lễ chứ. Lễ gì bữa nay nữa? Rượu chum. Có cá rồi. Trời trời trời. Cái con này nó bắt quá trời đó. Cẩn cẩn nha. Ôi, cái gì bóng nhiều cũng nhiều lắm. Ôi, cái gì vàng vàng nhóc luôn kìa. Cá vàng chứ cái gì. Ồ, không có bự nhiều cũng nhiều. Nhiều cũng nhiều nha, ngoài hết trời. Ồ, cá cá thạch lát nữa kìa. Nhóc luôn rồi, trúng rồi, trúng bánh rồi. Kéo cái mẻ rồi, trúng bánh rồi. Ôi, sao cá bự lắm, sao cá bự lắm. Sao cá bự kìa kìa, đó. Ủa cái này nuôi cái gì chú? Cá này cái gì? Thường rồi. Đây. Cá này thiên nhiên luôn mấy người. Ô con cá chim. Cá chim nữa kìa. Chụp tấm hình. Giỏi lên chụp tấm hình Thảo. Rồi cho ăn cái máy đi. Thôi chơi thêm một cái nữa đi. Chở lên Thảo, cao đó. Sao đổ ra. Ồ. Có gồ chuối hết hả ta. Không thấy có gồ. Cái chai tưởng đâu cá bự. Nó nhảy ra không. Nhảy ra quá. Lấy cái gỗ kìa, lấy gỗ kìa, ập lại kìa, lấy gỗ nè. Được vàng nè tăng. Không ra đâu. Che che lại, nó văng ra, nhảy ra sao. Ồ. Im im. Ở cái hồn nó có chim. Cá chim đó, cá chim bự đó. Mấy nó quậy tưng tưng. Tại sao không dính cá rô ha? Ờ, hai cái rô chuối hết rồi. Cái dĩa bàn kia 4 kg mấy cái chim á, cái răng á. Ngon lắm. Ờ, không dính con cái rô nào luôn ha. Ừ, nó chuối hết trơn rồi. Nó cái rô hồi ở ngoài nhóc chưa. Cá dính cái rô còn con thì. Cái rô khùng mà trời trời ốc vàng bự vậy. Bắt ốc luôn. Bắt ốc luôn. Lòng tông nữa kìa. Trời trời trời, mày ăn đắt vậy gì má.
móc tài bá nữa trời. Qua bên kia kéo thử một phát. Nhiêu được nhiêu. Sẵn ra. Trời luôn. Ô trời, bên này không nhỏ. Đổ vô kia luôn. Bắt hai ốc mới luôn. Bắt sao không? Cá bự ý nó đồng tâm bắt hết luôn. Đó hả? Ừ, cá bự thôi. Rồi vậy thả lại đi, thả lại đi. Có đưa cho vào bỏ cái vậy gì. Có à, đó không? Có không? Ở ngoài kéo cái lưới gì hai thùng đó. Ừ. Ừ. Này cá rô chuối chờ. Đổ 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 mẹ qua gọn đây hả? Đổ ở đây hả? Coi còn dưới còn không? Đổ đi. Cá lồng tông được, thảo lựa cá lồng tông không thảo. Nè. Mới một mẻ lưới đầu tiên mấy bạn ơi. Ba cá luôn. Không còn cá gô luôn. Sao cái gô dễ gô mình. Gô chuối chơi rồi. Chuối.